bàn bạc anh văn là tâm huyết cả cuộc đời vợ chồng tôi đi dày công xây dựng bao nhiêu năm thăng trầm sóng gió. Có được kết quả thành công ngày hôm nay là cả sự cố gắng không ngừng nghỉ và sự tự tin tưởng hợp tác ủng hộ của các đối tác khách hàng trong suốt 25 năm qua. Đặc biệt là sự trưởng thành giỏi giang trong kinh doanh của con trai và con dâu tôi. Các cháu đã thật sự nỗ lực kế tục phát huy phát triển thương hiệu doanh nghiệp của gia đình ngày càng lớn mạnh. Được thành lập cơ sở mới, một sự nỗ lực rất lớn từ phía gia đình và hai vợ chồng. Trước mặt các cụ ông, cụ bà, đặc biệt là cụ nội, các bậc cô lão đại diện cho dòng họ tặng họ Lê, họ Trần. Vợ chồng con xin hứa sẽ xây dựng thương hiệu Anh Phong một cách bền vững, dài lâu. Một lần nữa chúng ta hãy dành những tràng pháo tay cùng chúc mừng cho sự ra đời và phát triển của doanh nghiệp vàng bạc đá quý Anh Phong.